Sáng nay, dự án mở rộng đường Lê Trọng Tấn đoạn từ đường Tôn Thất Tùng tới sông Lừ, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã được thông xe. Tuyến đường dài hơn 1,5 km, mặt cắt ngang rộng 30 m, chia làm 4 làn xe. Đây là con đường hoàn thành nhanh kỷ lục khi mà thi công trong vòng chưa đầy 4 tháng. Con đường này không mất tiền đền bù giải phóng mặt bằng vì phần lớn lấy từ đất quốc phòng. Ngoài ra, cũng được thi công nhanh kỷ lục, đó là trong chưa đầy 4 tháng. Đường Lê Trọng Tấn mở rộng được xem là tuyến đường đô thị kiểu mẫu đầu tiên của thủ đô với vỉa hè 7,5 m làm bằng đá xanh tự nhiên phục vụ cho người đi bộ, người khuyết tật và xe đạp. Toàn bộ cột điện chiếu sáng bằng đèn LED, hệ thống trồng cây xanh xen kẽ với cây hoa cảnh như hoa hồng, mẫu đơn. Và điều đặc biệt là toàn bộ biển hiệu đã được thông qua ý kiến người dân và được lắp đặt miễn phí. Ngoài ra, dự án này còn có điểm mới là việc cải tạo thi công được thực hiện theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Người dân sống ở hai bên đường tự nguyện tháo dỡ mái che, mái vẩy và lắp đặt lại các thiết bị quét sơn để mặt tiền có một màu thống nhất.